Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức công bố các quyết định về công tác cán bộ. Dự buổi công bố có các đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Hoàng Gia Long, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Đức Quý, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Tại buổi công bố, Giám đốc Sở Nội vụ đã công bố các quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Giao, quyền Giám đốc Sở Y tế, giữ chức Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hà Giang. Bổ nhiệm ông Bùi Mạnh Tuyên, trưởng phòng quản lý đầu tư thuộc Sở Tài chính, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Hà Giang. Điều động bổ nhiệm ông Nguyễn Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Giang. Điều động bổ nhiệm ông Dương Văn Thành, Phó trưởng ban dân tộc tỉnh, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Hà Giang. Bổ nhiệm ông Ngô Văn Thương, trưởng phòng kế hoạch cơ sở thuộc Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh, giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh Hà Giang. Trao quyết định chúc mừng và giao nhiệm vụ cho các đồng chí được điều động bổ nhiệm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Sơn khẳng định các đồng chí được điều động bổ nhiệm lần này đã có kinh nghiệm nhiều năm công tác, đều đáp ứng tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ và luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Sơn mong muốn các đồng chí được điều động bổ nhiệm tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao trình độ, đoàn kết thống nhất trong nội bộ, kịp thời tham mưu cho tỉnh giải quyết những khó khăn trên các lĩnh vực y tế, tài chính, khoa học và công nghệ, nông nghiệp nông thôn, tư pháp và xây dựng nông thôn mới. Đồng thời nỗ lực làm việc hết mình vì mục tiêu đưa Hà Giang ngày một phát triển. Chiều ngày 19 tháng 12, đoàn công tác Ban chỉ đạo quy chế dân chủ tỉnh do đồng chí Trần Mạnh Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng ban dân vận tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2023 tại Sở Kế hoạch Đầu tư. Thực hiện quy chế dân chủ trong thời gian qua, Đảng ủy, Ban giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư đã chú trọng đến công tác tuyên truyền, quán triệt các văn bản, chỉ đạo đến 100% cán bộ, công chức và người lao động. Kiện toàn sắp xếp lại cơ cấu tổ chức bộ máy xuống còn 6 phòng, một đơn vị sự nghiệp. 141 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các ngành được đăng tải công khai. Định kỳ hàng năm, Sở đều tổ chức hội nghị công chức viên chức theo đúng quy định. Bên cạnh đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng, điều động, bổ nhiệm cán bộ cũng được thực hiện công khai, minh bạch. Các phong trào thi đua được triển khai sâu rộng, vai trò lãnh đạo nêu gương của người đứng đầu được phát huy, công tác kiểm tra, giám sát, việc chấp hành kỷ cương kỷ luật của cán bộ công chức cũng được thực hiện hiệu quả. Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Trần Mạnh Lợi, trưởng ban dân vận tỉnh ủy, đánh giá Đảng ủy, Ban giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư đã quan tâm, quán triệt nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương và tỉnh về việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Đồng thời yêu cầu Sở Kế hoạch Đầu tư cần quán triệt thực hiện các văn bản về quy chế dân chủ kịp thời, đồng bộ, phù hợp với thực tiễn đơn vị, thực hiện công khai minh bạch các nội dung theo quy định, đẩy mạnh cải cách hành chính, phát huy vai trò của chi bộ, vai trò dân chủ trong sinh hoạt Đảng, phát huy vai trò của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu, tăng cường công tác đối thoại tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 12, Hội đồng nhân dân huyện Bắc Quang tổ chức kỳ họp thứ 13 khóa 21 nhiệm kỳ 2021-2026. Sự kỳ họp có đồng chí Trần Quang Minh, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy. Năm 2023 là năm thứ ba Đảng bộ huyện Bắc Quang thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng, nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Toàn huyện đã có 30 trên 37 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch giao, chiếm 81,1%. Tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt trên 57.000 tấn, giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt trên 3.600 tỷ đồng, tổng đàn gia súc gần 97.000 con, đàn gia cầm trên 1,15 triệu con, trồng mới hơn 1.400 hectare rừng. Đặc biệt, thu ngân sách nhà nước được 180,3 tỷ đồng, đạt 113,1% so với kế hoạch tỉnh giao. Huyện đã thực hiện giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Tuyên Quang Hà Giang giai đoạn 1 được trên 97%. Tại phiên thảo luận, phiên chất vấn, các ý kiến tập trung vào việc quản lý vật tư giống cây trồng trên địa bàn, tỷ lệ chuyển mục đích sử dụng đất, vấn đề tham gia bảo hiểm xã hội. Đồng thời đóng góp ý kiến bổ sung hoàn chỉnh các nội dung báo cáo tờ trình được trình tại kỳ họp, đề ra nhiệm vụ trọng tâm, những giải pháp thiết thực cần tập trung triển khai thực hiện trong năm 2024. Kỳ họp cũng đã tiến hành cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa 21 nhiệm kỳ 2021-2026 và miễn nhiệm bầu bổ sung chức danh ủy viên Ủy ban nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026, đồng thời biểu quyết thông qua 9 nghị quyết quan trọng. Nằm trong khuôn khổ các hoạt động đại lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hà Giang,
Chiều ngày 19 tháng 12, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hà Giang tổ chức khai trương không gian trưng bày văn hóa Phật giáo và các hoạt động Phật sự tiêu biểu. Không gian văn hóa Phật giáo và các hoạt động Phật sự tiêu biểu trưng bày gần 100 tư liệu, hình ảnh giới thiệu về những kết quả nổi bật của Phật giáo Việt Nam tỉnh Hà Giang trong 10 năm qua, các hoạt động lợi đạo, ích đời, tri ân thế hệ tiền nhân, công tác từ thiện xã hội, cứu trợ đồng bào bị thiên tai, lũ lụt và tham gia tích cực các phong trào thi đua tại địa phương. Thông qua không gian văn hóa Phật giáo và các hoạt động Phật sự tiêu biểu, giúp công chúng tìm hiểu rõ nét những giá trị văn hóa Phật giáo truyền thống, góp phần nâng cao nhận thức việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa Phật giáo tỉnh Hà Giang nói riêng và Phật giáo Việt Nam nói chung. Trước đó, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hà Giang đã đến dâng hương, dâng hoa, cầu nguyện tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố Hà Giang để bày tỏ lòng tri ân trước sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì nền độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Đẩy mạnh công tác truyền thông nhằm nâng cao nhận thức cùng chung tay bảo tồn loài vọc mũi hách, thường xuyên tuần tra để ngăn chặn các hành vi xâm hại rừng. Đây là những mục tiêu lớn được Chi cục Kiểm lâm tỉnh và tổ chức FFI tại Việt Nam đề ra tại hội nghị tổng kết công tác bảo tồn vọc mũi hách và các loài thực vật nguy cấp dựa vào cộng đồng năm 2023. Phương hướng nhiệm vụ năm 2024 được diễn ra vào ngày 19 tháng 12. Triển khai công tác bảo tồn vọc mũi hách năm 2023, các cấp các ngành của tỉnh Hà Giang và đơn vị tài trợ đã thường xuyên tổ chức các hoạt động truyền thông tại cộng đồng thôn bản, tổ chức chương trình nâng cao nhận thức về rừng cho cán bộ giáo viên tại 5 trường tiểu học của huyện Vị Xuyên, Bắc Mê và Yên Minh, tổ chức tuần tra phát hiện và ngăn chặn được 7 vụ vi phạm lâm luật, thực hiện hỗ trợ kinh tế giúp người dân phát triển kinh tế, đồng thời bổ sung trên 14.000 cây nghiến, cây dổi. Nhờ đó cho đến nay, dự án bảo tồn vọc mũi hách đã mang lại nhiều kết quả hơn mong đợi. Từ khoảng 60 cá thể vọc ban đầu được phát hiện thì nay đã lên tới 160 cá thể. Về nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024, Chi cục Kiểm lâm tỉnh và tổ chức FFI tại Việt Nam sẽ đẩy mạnh công tác truyền thông nhằm nâng cao nhận thức cùng chung tay bảo tồn vọc mũi hách, thường xuyên tuần tra để ngăn chặn các hành vi xâm hại rừng, phát triển vùng đệm, hỗ trợ sinh kế, giúp cho các hộ dân nằm liền kề với khu bảo tồn. Triển khai hai vườn ươm loài thực vật quý hiếm tại xã Tùng Bá, huyện Vị Xuyên và Bát Đại Sơn, huyện Quản Bạ, thực hiện khoanh vẽ diện tích đã trồng rừng được dự án hỗ trợ cây giống. Chiều ngày 19 tháng 12 tại huyện Mèo Vạc, Ban Quản lý Công viên Địa chất Toàn cầu Các Nguyên đá Đồng Văn phối hợp với Trường Phổ thông Dân tộc Bán chú Tiểu học Trung học Cơ sở Pải Lủng tổ chức chương trình đối thoại trực tuyến giữa học sinh Công viên Địa chất Toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn Việt Nam và Công viên Địa chất Cao nguyên đá Mine Akiyoshidai Nhật Bản. Chương trình đối thoại học sinh Công viên Địa chất Toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn Việt Nam và Công viên Địa chất Cao nguyên đá Mai Akiyoshidai Nhật Bản là một trong những tiêu chí khuyến nghị từ mạng lưới Công viên Địa chất Toàn cầu GIZN về hoạt động hợp tác quốc tế và tham gia mạng lưới. Thực hiện tốt nội dung tổ chức các chương trình giáo dục chung trong bản ghi nhớ đã ký kết giữa hai công viên địa chất để giúp học sinh nâng cao hiểu biết về công viên địa chất. Tại buổi đối thoại, học sinh Công viên Địa chất Cao nguyên đá Mai Akiyoshidai trình bày bài thuyết trình phát triển nông sản địa phương vào phát triển du lịch trên công viên địa chất. Học sinh Công viên Địa chất Toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn trình bày bài thuyết trình giới thiệu về công viên địa chất và các điểm di sản của Công viên Địa chất Toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn. Học sinh hai nước cùng đặt những câu hỏi, câu trả lời cụ thể liên quan đến công viên địa chất. Thông qua buổi đối thoại, học sinh Công viên Địa chất hai nước đã có những trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm thực tế về giáo dục cộng đồng Công viên Địa chất, giới thiệu về giá trị di sản văn hóa, địa chất, đa dạng sinh học trên vùng Công viên Địa chất. Từ đó, phát huy vai trò của học sinh tham gia vào công tác bảo tồn di sản. Câu lạc bộ Thủ lĩnh của sự thay đổi là một trong 4 mô hình cơ bản của dự án 8 thực hiện bình đẳng giới và giải quyết các vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Mô hình này do các cấp hội phụ nữ trong toàn tỉnh phối hợp với một số đơn vị trường học thành lập đã tạo nên một sân chơi, một diễn đàn bổ ích dành cho trẻ em ở vùng dân tộc và miền núi. Trường Phổ thông Dân tộc Bán chú Tiểu học và Trung học Cơ sở Phiêng Luông đóng chân trên địa bàn xã vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn của huyện Bắc Mê. Năm học này, nhà trường có trên 400 học sinh ở hai cấp học với 99% học sinh đồng bào dân tộc Mông. Hình ảnh các em hăng hái, sôi nổi, mạnh dạn và tự tin bộc lộ ý kiến cá nhân riêng của mình trước đám đông đã không còn xa lạ đối với các thành viên của câu lạc bộ Thủ lĩnh của sự thay đổi. Em thấy là bình đẳng giới, bây giờ em được học tiếp này là em là con gái cũng được đi học và
được theo đuổi ước mơ, về những ước mơ mà sau này em muốn làm, em có thể làm được. Cuối năm 2022, trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở xã Kim Linh, huyện Vị Xuyên ra mắt câu lạc bộ Thủ lĩnh của sự thay đổi. Câu lạc bộ là sân chơi lành mạnh, giúp trẻ tự tin, trở thành những hạt nhân tiên phong trong tuyên truyền về bình đẳng giới, xóa bỏ hủ tục ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương. Câu lạc bộ do Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Vị Xuyên, trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Kim Linh phối hợp thực hiện. Ngoài câu lạc bộ Thủ lĩnh thì các em đã xây dựng, tôi đã xây dựng và cho các em hoạt động tìm hiểu về những cái hoạt động như là hủ tục lạc hậu hay là sức khỏe sinh sản, rồi bạo lực học đường, rồi những cái liên quan đến về sức khỏe của các em rất là nhiều và bình đẳng giới nữa. Sau khi tham gia cái câu lạc bộ Thủ lĩnh của sự thay đổi này, em đã được tham gia các chương trình như là tuyên truyền về các cái hủ tục lạc hậu cũng như là tảo hôn ạ. Và em cảm thấy là mình đã thay đổi, là mình phải đi học để mà mình có thêm kiến thức. Mình không thể nghỉ học ở nhà để lấy chồng sớm được, mình không thể tảo hôn. Với số lượng lớn trên 149.000 thiếu nhi và 19.000 đoàn viên trong trường học trên địa bàn tỉnh, có thể thấy tham gia sinh hoạt câu lạc bộ, các em không chỉ được trang bị rất nhiều kiến thức, kỹ năng bổ ích để tự bảo vệ mình, mà còn hỗ trợ giúp đỡ nhau nâng cao kết quả học tập và thúc đẩy sự tham gia chủ động của trẻ em vào quá trình xây dựng, phản biện các chính sách, chương trình liên quan đến trẻ em và thanh thiếu niên tại địa phương. Ngày 19 tháng 12, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với hai đối tượng là Hồ Duy Bảo sinh năm 1978, trú tại phường Quang Trung, thành phố Hà Giang, và Bùi Văn Tuyến sinh năm 1987, trú tại phường Ngọc Hà, thành phố Hà Giang, về hành vi mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó, vào 15 giờ ngày 18 tháng 12, Tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về ma túy phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh tiến hành kiểm tra tại nơi ở của đối tượng Hồ Duy Bảo, phát hiện bắt quả tang hai đối tượng đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ tại chỗ 4 gói ni lông bên trong chứa chất nhựa dẻo màu nâu có trọng lượng 53,87 gram, nghi là nhựa thuốc phiện, một cân điện tử, một súng thể thao, hai thanh kiếm dài, một dao nhọn, một đĩa sứ chứa chất nhựa màu nâu đen có trọng lượng trên 19 gram, nghi là sái thuốc phiện, hai bộ dụng cụ hút thuốc phiện và một số đồ vật khác có liên quan. Tiến hành điều tra truy xét, Cơ quan Cảnh sát Điều tra đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và lệnh khám xét khẩn cấp đối với Bùi Văn Tuyến. Qua đó phát hiện thu giữ thêm trên 40 gram chất dẻo màu đen, nghi là nhựa thuốc phiện, số tiền 11 triệu đồng và một bộ dụng cụ hút thuốc phiện. Tại cơ quan điều tra, đối tượng Hồ Duy Bảo khai nhận số chất dẻo trên là ma túy, thuốc phiện, được mua của một số đối tượng tại huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng. Sau đó, Bảo bán lại cho các con nghiện nhằm kiếm lời và cho các đối tượng sử dụng ngay tại nơi ở của mình. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ. Ngày 19 tháng 12, Đội Quản lý Thị trường số 1 của Quản lý Thị trường tỉnh Hà Giang đã tiến hành tiêu hủy trên 5.000 sản phẩm, thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Trước đó, trong quá trình tuần tra kiểm soát, Đội Quản lý Thị trường số 1 đã phát hiện hơn 5.300 sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ thuộc 15 loại, gồm xúc xích, kẹo, cánh gà và nhiều sản phẩm khác tại cửa hàng của bà Bùi Thị Đức, tiểu thương chợ lớn thành phố Hà Giang. Tổng giá trị số hàng gần 5 triệu đồng. Đội Quản lý Thị trường số 1 đã tiến hành lập hồ sơ xử lý phạt vi phạm hành chính 4 triệu đồng theo quy định, đồng thời thực hiện tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa. Việc thực hiện tiêu hủy hàng hóa vi phạm là một trong những hoạt động thường xuyên của các đội quản lý thị trường, nhất là dịp cuối năm, nhằm đấu tranh, kiên quyết, xử lý các trường hợp vi phạm, góp phần bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng trên địa bàn. Cuối bản tin như thường lệ sẽ là những thông tin về dự báo thời tiết của các khu vực trên địa bàn tỉnh. Khu vực công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn, nhiều mây có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều hửng nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối. Nhiệt độ thấp nhất từ 3 đến 5 độ, nhiệt độ cao nhất từ 10 đến 12 độ, độ ẩm trung bình 80%. Khu vực di tích quốc gia ruộng bậc thang và vùng núi đất phía Tây, nhiều mây không mưa, trưa chiều hửng nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 9 đến 11 độ, nhiệt độ cao nhất từ 15 đến 17 độ, độ ẩm trung bình 85%. Khu vực vùng núi thấp nhiều mây có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều hửng nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 11 đến 13 độ, nhiệt độ cao nhất từ 16 đến 18 độ, độ ẩm trung bình 85%. Những thông tin về thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.